bán bỏng cho. Không không, tôi không phải là cô bé bán bỏng đâu, mà tôi là cô bé bán máy nổ bỏng cơ các bác ạ. Các bác ơi, xin giới thiệu với các bác, đây là chiếc máy nổ bỏng một pha với phiên bản cải tiến sử dụng hai động cơ tới từ Bình Quân Group, sẽ giúp quý vị có thể nổ được 20kg nguyên liệu bỏng trên mỗi giờ làm việc. Và quý vị có thể sản xuất bỏng ống, bỏng kén tăm, bỏng bi dân giòn, bỏng hạt đu đủ chỉ với một chiếc máy nổ bỏng một pha hai động cơ tới từ Bình Quân Group chúng tôi ạ. Và hiện tại ở ngay đằng sau tôi thì kỹ thuật đang tiến hành đó chính là mồi bỏng để có thể sản xuất được ra số lượng lớn bỏng. Và đây là thành phẩm bỏng mà trước đó chúng tôi đã nổ từ con máy nổ bỏng một pha hai động cơ này ạ. Những chiếc bỏng thơm ngon, đầy màu sắc với hương vị cực kỳ là ngọt ngào, mang giá trị của tuổi thơ sẽ làm ra từ chiếc máy nổ bỏng một pha tới từ Bình Quân. Với những nguyên liệu giá rẻ và dễ dàng tìm mua như là gạo, bánh quy, mì tôm hay là Milo, là quý vị đã có thể là sản xuất ra những chiếc bỏng ống thơm ngon, đầy dinh dưỡng, ăn cực kỳ lại bắt miệng. Với thiết kế khung máy làm hoàn toàn từ khung sắt thép chịu lực cao cấp, cho nên đảm bảo trong quá trình máy vận hành không hề gây rung lắc, phải không quý vị bà con? Máy kéo tải bởi hai động cơ 3kW, motor lõi dây đồng 100%, và hiện tại thì chúng tôi đang lắp đặt động cơ chính hãng của Toàn Phát quý vị bà con nhé. Thiết kế bộ phận dây đai Cura có ốp chắn bảo vệ giúp bà con vận hành trơn tru mà đảm bảo an toàn. Quy trình làm bỏng thì vô cùng đơn giản. Quý vị chỉ cần là kết nối với nguồn điện 220V, sau đó là tiến hành mồi bỏng. Tiếp theo là thả nạp nguyên liệu vào trong toa. Bộ phận toa nạp thì được thiết kế bằng chất liệu inox. Phía trước còn có một thanh chắn giúp quý vị có thể điều chỉnh được lưu lượng rơi xuống miệng bích bỏng. Và ở đây sẽ là bộ phận làm việc chính của máy bỏng, đó chính là ruột nổ bỏng. Và quý vị có thể thay lắp các bộ ruột khác nhau để cho ra đa dạng các thành phẩm bỏng. Với chi phí đầu tư vô cùng là giá rẻ thôi, là quý vị đã có thể sở hữu được một chiếc máy, một trợ thủ đắc lực để giúp quý vị kinh doanh khởi nghiệp với mô hình bỏng gạo nổ hay là mở dịch vụ kinh doanh nổ bỏng gạo thuê. Và quý vị bà con ơi, nếu như mà quý vị bà con đang quan tâm đến dòng máy nổ bỏng một pha phiên bản cải tiến hai động cơ của Bình Quân Group chúng tôi, thì hãy nhanh tay alo cho Bình Quân Group theo số hotline đang được hiển thị trên màn hình để nhận tư vấn 24/7, báo giá cụ thể cũng như là hỗ trợ quý vị bà con đặt mua dòng sản phẩm máy nổ bỏng một pha phiên bản cải tiến hai động cơ. Cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Chúc bà con kinh doanh thành công.